Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lốc Hải, kênh tin tức cộng đồng Bay Việt Nam. Như vậy là Bay Team đã update Bay Network lên một giao diện mới và có rất nhiều thông tin mới sẽ được chia sẻ trong video này. Các bạn vào giao diện chính của Bay và các bạn bấm vào Read More để có thể đọc những thông tin này. Mình sẽ dịch ra cho các bạn xem nha các bạn. Và các bản dịch này thì nó rất dài và mình sẽ chốt lại những ý chính cho các bạn nắm nha. Sau khi đọc xong bản dịch thì mình sẽ chốt lại những thông tin quan trọng như sau. Đó là từ ngày 1 tháng 3 sẽ áp dụng công thức khai thác mới Và việc áp dụng công thức khai thác này sẽ làm đồng thời cùng với việc di chuyển bi, sen, chủ khối mainnet Và ngày 14 tháng 3 thì cơ chế khai thác mới bao gồm cả phần thưởng Và từ tuyển rép vòng tròn bảo mật sẽ có hiệu lực Như vậy là công thức khai thác mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 3 Còn mà tuyển rép với vòng tròn bảo mật thì sẽ được áp dụng từ ngày 14 tháng 3 và ngày 14 tháng 3 sẽ có thể là cai xe diện rộng đồng thời với việc áp dụng công thức khai thác mới luôn nha các bạn và khi vừa qua cai xe thì số bay của bạn sẽ được ngay lập tức chuyển sang chuỗi khối magnet nha như vậy là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi thì công thức khai thác mới này sẽ được áp dụng và sẽ giảm tỷ lệ khai thác rất đáng kể nha các bạn nên hiện tại mà các bạn nào còn khai thác với tỷ lệ cao thì các bạn hãy nên tranh thủ và khai thác đi nha đừng bỏ lỡ phút giây quý báo nào hãy tranh thủ khai thác những đồng bay quý giá và tranh thủ nhắc nhở rep của các bạn uh, tích cực khai thác lên nha và video của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quá chung bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về B Network xin chào và hẹn gặp lại